Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có Lichmann L505UX phiên bản màu gold. Dòng sản phẩm này sẽ có thêm một phiên bản màu bạc và theo như tham khảo của Bách ở thị trường Việt Nam chúng ta, rất nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn màu gold thay vì phiên bản còn lại. Và cũng có nhiều thắc mắc liên quan tới việc chênh lệch giá giữa hai phiên bản này. Tất cả những cái yếu tố liên quan tới kỹ thuật, hai phiên bản đều giống nhau tuyệt đối nha các anh, chỉ khác nhau về màu thôi. Ở thị trường Việt Nam cũng giống như là ở Nhật, quê hương của Lichmann thì phiên bản gold nó rất ít khi xuất hiện, còn màu bạc thì lại rất là nhiều nha. Và Bách nghĩ đây cũng là cái nguyên nhân chính dẫn tới việc chênh lệch giá, và chênh lệch cũng khá là nhiều các anh. Thì đây là quy luật cung cầu thôi. Nếu các anh yêu thích và cần tìm một màu sắc có khả năng kiến tạo được sự sang trọng cho không gian bày trí của mình, đây là một cái phiên bản rất là phù hợp. Và nếu như các anh yêu thích sự trẻ trung, một cái màu sắc tươi mới, chúng ta có thể lựa chọn màu trắng, và Bách nghĩ các anh sẽ có được một cái mức giá rẻ hơn khá là nhiều. Đương nhiên là chất lượng âm thanh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi gì ha. Riêng về sản phẩm này cũng là hàng Bách mua đấu giá trực tiếp từ Nhật về, tình trạng cực kỳ mới, và chúng ta sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện zin như remote và dây nguồn. Dây nguồn zin của Lichmann được làm rất là to bản, mềm, dòng tải cao, và hai cái đầu cắm của nó đều được đúc cái logo của hãng hết. Có một cái điều đáng tiếc là nó không có mạ vàng giống như những cái mẫu máy đời cao mà Denon phát hành. Thì cái chi tiết này Bách nghĩ là hãng cũng đã cân nhắc rất là kỹ rồi, nhưng mà mạ vàng vào thì nhìn nó sang chảnh hơn. Remote sẽ được làm bằng nhôm đúc nguyên khối nha các anh, và sử dụng phím cơ, cầm nắm và thao tác cực kỳ thích tay luôn. Phần phụ kiện này thì Bách cũng tham khảo rất là kỹ rồi, nếu như thiếu chúng ta cần phải mua lại với mức giá rẻ nhất vào khoảng 2,5 triệu các anh. Phụ kiện đi kèm những cái mẫu âm ly cao cấp thì lúc nào cũng mắc cả. Gương mặt của sản phẩm lần này cực kỳ đẹp nha, không có bất kỳ một cái chấm phẩy gì. Bác sẽ quay thật gần về từng cái phân vùng để các anh dễ đánh giá. Tất cả những chi tiết hiện diện như góc cạnh, bề mặt và nút hiệu chỉnh đều đẹp hết. Đây là cái lớp mạ vàng trên lỗ cắm phone 6 ly này các anh. Điểm nhấn trên những cái mẫu âm ly Lichmann luôn luôn là cái đồng hồ báo công suất ở đây này các anh. Và hiện tại thì Bách đang bật nguồn cũng như là cấp tín hiệu để các anh có thể thấy được cái hoạt động nhịp nhàng trên hai phần kim này. Có một cái tính năng mà rất là nhiều khách hàng hỏi Bách, đó là Line Strength. Thì cái này nó cũng tương tự với chức năng CD Direct hoặc là Line Direct vậy các anh. Có nghĩa là chúng ta khai thác trực tiếp tín hiệu mà không qua cái phần hiệu chỉnh trên âm ly, qua cái phần cân chỉnh bass chép này nè. Còn những cái này thì chắc hẳn các anh đã rất quen thuộc rồi ha. Thay vì để là Power thì ở đây nó để là Operation, nút nguồn. Gương mặt này 10 điểm. Ở đây là phần nắp lưng. Chúng ta sẽ có một nắp lưng với bề mặt sơn cực kỳ đẹp, 10/10. Các anh có thể quan sát thấy ha. Đây là phần bên hông. Hiện tại đang là mùa hè và ở trong khu của Bách thì có khá là nhiều trẻ em, cho nên là Bách quay video nó sẽ khá ồn ha, khá là nhiều tạp âm, thì rất là mong các anh thông cảm. Nắp lưng của chúng ta rất là đẹp nè các anh. Không có gì để phải bận tâm hay chê trách nha. Sản phẩm của chúng ta sẽ có series 00131, được sản xuất vào năm 2012 tại Nhật Bản. Và đây cũng là sản phẩm sử dụng riêng cho thị trường Nhật, nên sẽ chạy một dòng điện 100V với công suất tiêu thụ điện là 270W. Các anh lưu ý đây là công suất tiêu thụ điện chứ không phải là công suất ra loa nha. Tương tự với nắp lưng cũng như phần mặt trước thì ở vị trí này cũng giữ được một cái tình trạng cực kỳ mới. Trên những mẫu âm ly của Lichmann thì có một cái điểm mà Bách đánh giá rất cao, đó là phần thân vỏ, khung xương của nó được làm rất dày các anh. Điển hình như là phần nắp lưng này, chúng ta sẽ có cái trọng lượng nặng khoảng 3-4 lần so với những cái mẫu âm ly cùng phân khúc giá. Ví dụ như là Denon SA11 thì trọng lượng của nó chỉ khoảng 1/3 thôi các anh. Đó. Cái nắp này nó làm rất là dày nha, và tương tự thì cái phần khung trên máy cũng vậy nè. Thép này chắc khoảng hơn 1 ly. Khoảng 1 ly 2 lần các anh, thành ra là tình trạng cấn mớp trên những mẫu máy này hiếm khi xảy ra lắm. Bề mặt sơn cũng rất đẹp ha. Và ở đây là những cái chi tiết được mạ vàng 24K. Các anh có thể thấy cái bề mặt lớp mạ vàng còn rất là mới ha. Chúng ta sẽ có một cái cổng input 3 lăng và một cái nút để đảo pha ở đây. Tính năng đảo pha này nó cũng tương tự với đảo pha trên các cái súp điện mà chúng ta hay dùng thôi các anh. Theo như tham khảo của Bách thì toàn bộ dàn trạm loa trên L505UX sẽ được cung cấp bởi WBT, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Đức, và đây là thương hiệu chuyên cung cấp những cái thiết bị phụ trợ cho ngành đồ chơi âm thanh. Dàn trạm loa này cũng được đầu tư rất là bài bản nha. Các anh có thể thấy là bên trong kim loại mạ vàng 24K, bên ngoài là một cái lớp nhựa trắng trong suốt. Ngoài trừ việc tăng tính thẩm mỹ thì nó cũng giúp loại bỏ các cái yếu tố tác động từ bên ngoài nữa.
Mình có thể cắm rác bắp chuối từ phía sau hoặc là tất cả những cái loại rác còn lại ở vị trí này nha các anh. Dây trần cũng được, càng cua hay mỏ chim gì cũng được ha các anh, rất là tiện. Tình trạng phần mặt sau rất đẹp. Bây giờ thì mình sẽ đến với khoang nội thất ha. Khi quan sát tổng thể, khoang máy này giữ được một cái màu sắc cực kỳ tươi mới ha các anh. Đánh giá chi tiết thì mình sẽ có phần tân phô cấp nguồn với hai phím đồng hai bên rất sáng màu nè. Mình sẽ có một hàng 4 tụ cấp nguồn còn rất phẳng ha. Hoàn toàn không có cái dấu hiệu bị lão hóa ở đây. Và mình sẽ có hai cái bo khuếch đại công suất được đặt ở hai bên như thế này. Mỗi bên sẽ sử dụng 4 sò MOSFET ha. Tổng cộng là 8 con cho hai bên. Và nó sản sinh công suất ra loa ở trở kháng 8 ohm là 200W. Có nghĩa là 100W một kênh đó các anh. Thì đây là một cái mức công suất ra loa khá là lớn. Và gần như là những cái mẫu loa có cái mức giá trung bình từ 30 tới 70 triệu hiện tại trên thị trường thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt. Và theo như tham khảo của Bách á, thì khách hàng rất thích phối ghép những cái mẫu âm ly Lichtman này với loa JBL ha. Thì cái này có khả năng là một phần là do truyền miệng, một phần là do thực lực của nó rất là phù hợp. Tất cả những cái vị trí hiện diện ở đây như khung sườn máy này, Bách rất là thích Lichtman ở chỗ là họ bày trí các cái bo chức năng một cách rất là gọn gàng ha. Và các anh có thể dễ dàng nhìn thấy được là mỗi cái loại bo nó được sắp xếp một cách cực kỳ ngăn nắp, vị trí thứ tự đàng hoàng. Nhìn rất là ưng. Tương tự thì ở vị trí này cũng vậy các anh. Nói chung là tất cả những cái chi tiết hiện diện trên sản phẩm này, từ mặt trước, mặt sau, nắp lưng, khoang nội thất bên trong cũng như là những cái phụ kiện đi kèm đều rất là hoàn hảo. Và hiện tại thì 505 UX với phiên bản màu gold này sẽ có mức giá bán ở chỗ Bách là 48.500.000, mức giá không bao gồm tiền phí vận chuyển nha. Cam kết về yếu tố nguyên bản là tuyệt đối và bảo hành trong vòng 6 tháng để các anh có thể yên tâm sử dụng. Nếu các anh có thêm những thắc mắc hay nhu cầu gì phát sinh, vui lòng gọi trực tiếp giúp Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại và chúc các anh có một ngày tốt lành ạ.